Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 2 tập 1 Mời các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 2 tập 1 bài 16 Phép tính dạng 49 cộng với 25 Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 tính 29 cộng với 35 bằng bao nhiêu ở đây khi game em thực hiện phép cộng trong đó hai số hạng đều là các số có hai chữ số và một số có chữ số hàng đơn vị là 9 thì game em tính như thế nào cho nó nhanh. Cụ thể ở đây là 29 cộng với 35 bằng bao nhiêu? Trong đó số 29 có chữ số hàng đơn vị là 9. Thì các em thực hiện phép tính này, cách thực hiện như thế nào cho nó nhanh? Ở đây các em nhận thấy 29 thiếu một đơn vị nữa thì tròn 30, tức là tròn 30. Như vậy các em sẽ tách một đơn vị của số 35 ra. Tức là các em lấy 35 trừ đi 1. Các em tách một đơn vị của số 35 ra để làm gì? Để các em thêm một đơn vị đó vào số 29. Thì lúc này 29 được cộng thêm 1 bằng 30. Còn 35 mà trừ đi 1 bằng 34. 29 cộng thêm 1 bằng 30, 35 trừ đi 1 bằng 34. Lúc này các em dễ dàng nhẩm 3 chục cộng với 3 chục bằng 6 chục. Như vậy 30 mà cộng với 34 thì sẽ bằng 60 và 4 đơn vị. 60 4 đơn vị tức là 64. 30 cộng với 34 bằng 64. Còn khi đặt tính 29 cộng với 35 thì các em làm như sau. 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5 thêm 1 là 6. Như vậy kết quả bằng 64. Tiếp theo các em sang phép tính 59 cộng với 32 bằng bao nhiêu? 9 cộng 2 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8 thêm 1 là 9 viết 9. Như vậy 59 cộng với 32 bằng 91. Hoặc các em có thể nhập như sau. 32 các em bớt đi một đơn vị bằng 31. Các em lấy một đơn vị đó các em cộng vào cho 59 thì 59 được thêm 1 bằng 60. Lúc này các em có 60 mà cộng với 31. 60 cộng 31 thì bằng bằng 91 6 cộng 3 bằng 9 60 cộng với 31 bằng 91 Tiếp theo là 49 cộng với 16 Các em cộng như sau 9 cộng 6 bằng 15 Viết 5 nhớ 1 4 cộng 1 bằng 5 Thêm 1 là 6 viết 6 Như vậy kết quả bằng 65 Hoặc các em có thể nhập như sau 49 thêm 1 bằng 50 16 bớt đi 1 bằng 15 50 mà cộng với 15 thì bằng 65 Tiếp theo là 39 cộng với 38. 9 cộng 8 bằng 17. Viết 7 nhớ 1. 3 cộng 3 bằng 6 thêm 1 là 7 viết 7. Như vậy kết quả bằng 77. Hoặc các em có thể nhập như sau. 39 thêm 1 bằng 40. 38 bớt đi 1 bằng 37. 40 mà cộng với 37 thì bằng 77. 19 cộng với 49. 9 cộng 9 bằng 18 viết 8 nhớ 1 1 cộng 4 bằng 5 thêm 1 là 6 viết 6 như vậy kết quả bằng 68 hoặc các em có thể nhẩm như sau hai số hạng này đều có chữ số hạng đơn vị là 9 cho nên các em nhẩm tốt nhất là các em chọn số lớn để các em nhẩm 49 thêm 1 bằng 50 49 thêm 1 bằng 50 19 bớt đi 1 bằng 18 50 mà cộng với 18 thì bằng 68 Tiếp theo là 89 cộng với 6 bằng bao nhiêu? 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 8 thêm 1 là 9, viết 9. Như vậy kết quả bằng 95. Hoặc em có thể nhập như sau. 89 thêm 1 bằng 90. 6 bớt đi 1 bằng 5. 90 cộng với 5 bằng 95. 8 cộng với 79 bằng bao nhiêu? 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 7 thêm 1 là 8, viết 8. Hoặc em có thể nhập như sau. 79 thêm 1 bằng 80. 8 bớt đi 1 bằng 7. 80 cộng với 7 bằng 87. 66 cộng với 29 bằng bao nhiêu? 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8 thêm 1 là 9 viết 9. Như vậy kết quả bằng 95. Hoặc các em có thể nhập như sau. 29 thêm 1 bằng 30. 66 bớt đi 1 bằng 60, 65. 65 mà cộng với 30 thì bằng 95. Bây giờ mời các em sang bài tập số 2, lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B cũng có 29 học sinh, hỏi cả hai lớp đó có bao nhiêu học sinh. Các em tóm tắt bài toán như sau. Lớp 2A 29 học sinh, lớp 2B cũng 29 học sinh. Như vậy cả hai lớp có tất cả là bao nhiêu học sinh? Muốn biết cả hai lớp có tất cả là bao nhiêu học sinh thì các em lấy số học sinh của của mỗi lớp các em cộng với nhau. Tức là các em lấy 29 cộng với 29. Và cụ thể các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Số học sinh của cả hai lớp là 2A là 29 học sinh cộng với 2B là 29 học sinh. 29 cộng với 29. Các em lấy 29 thêm 1 bằng 30. 29 bớt đi 1 bằng 28. 30 mà cộng với 28 thì bằng bằng 58. 58 học sinh. Và ở đây các em có đáp số là 58 học sinh. Tiếp tục mà các em sang bài tập số 3 điền số. Ở đây các em có một bảng gồm dòng thứ nhất là số hạng, dòng thứ hai là số hạng và dòng thứ ba là các em tính tổng. Đầu tiên là các em có số hạng thứ nhất là 19, số hạng thứ hai là 16. Như vậy các em tính tổng thì các em lấy 19 cộng với 16. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2 thêm 1 là 3. Như vậy 19 cộng 16 bằng 35. Tổng bằng 35. Hoặc các em có thể nhẩm như sau, 16 các em bớt đi 1 đơn vị. Các em lấy 1 đơn vị đó các em thêm vào 19. Như vậy 19 thêm 1 bằng 20, 16 bớt đi 1 bằng 15. 15 mà cộng với 20 thì bằng 35. Tiếp theo các em có số hạng thứ nhất là 59, số hạng thứ hai là 28. Như vậy tổng các em tính như sau. 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7 thêm 1 là 8 viết 8. Như vậy là 59 cộng với 28 bằng 87. 49 cộng với 22. 9 cộng 2 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6 thêm 1 là 7 viết 7. 9 cộng với 69. 9 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 6 thêm 1 là 7 viết 7. Hoặc em có thể nhẩm như sau. 69 thêm 1 bằng 70. 9 bớt đi 1 bằng 8. 70 mà cộng với 8 thì bằng 78. Tiếp theo mà em sang bài tập số 4, viết phép tính theo câu lời giải. Ở đây em có đoạn thẳng AI IB. Đoạn thẳng AI dài 19 dm, IB dài 9 dm. Độ dài đoạn thẳng AB là muốn tính độ dài đoạn thẳng AB thì theo sơ đồ. Các em sẽ lấy độ dài đoạn thẳng AI cộng với độ dài đoạn thẳng IB. Tức là lấy 19 cộng với 9. 19, 19 cộng với 9. 19, 19 thêm 1 là 20, 9 bớt đi 1 là 8, 20 mà cộng với 8 bằng 28 dm. Ở đây các em có đáp số là 28 dm. Thì như vậy bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì cái vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Và đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.